Xin chào tất cả các bác nhé. Em mới có phải ngoài trời đang mưa, em mới có phải trời đã sáng đơn, mùa đông giá băng anh đang chờ, mùa đông ái ân anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ôi mắt tình lại buồn ánh sao khi anh đã nguyện một đời yêu em. Dù cho nét son môi phai mờ, dù cho mắt xanh kia mờ, và dù năm tháng vội vã, ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè già, và khi thu đến anh có mang sao cho đêm đêm kết thành thương nghiệp, để mùa đông đã cưới đôi mình. Em mới xích lại thật gần bên anh, cho anh siết chặt nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thay mình không lẽ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Lắng nghe chất cao kê của cặp loa CBL 525 sản xuất tại Mỹ luôn các bác nhá, Made in USA. Với cái này thì em quyết đóng phối gấp bố đẩy DB 4 cây D4.25 và một vang số DB S750 và một vòng mic của Hàn Quốc xịn các bạn ạ, và một phần linh hồn cao cấp. Ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè già, và khi thu đến anh có mang sao cho đêm đêm kết để mùa đông đã khơi đôi mình. Em mới xích lại thật gần bên anh, cho anh siết chặt nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẽ nói câu u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẽ nói câu u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Ok, Quyết xin kính chào. Thì các bạn được lắng nghe một đoạn cao kê của cặp loa GL 525 sở hữu 2 bát kép, 1-2 bát 40, bát neo tiếp neo các bạn nhé. Dòng loa thì sản xuất tại Made in USA. Các bạn nào muốn nhu cầu sử dụng cặp loa GL 525 này thì alo cho em. Và combo của hình này thì alo cho em Quyết. Phòng cặp này thì sử dụng cho bác phòng từ 40 đến 50 mét vuông đánh ok luôn. Đấy, các bạn nhé. Thì phối gấp một cục đẩy 4 kênh thì vẫn thứ 2 kênh. Thì bác nào có điều kiện nện thêm cục súp nữa thì
hết thuốc các bạn nhá. Quá chất luôn. Đấy, với cái vừa chất và vừa đẹp luôn. Vừa ghép rất là chuẩn chỉnh nha các bạn. Và đường lời cũng là căn chỉnh. Đẹp vời luôn các bạn nhá. Đấy, cặp loa nó đẹp móng mỏng luôn các bạn. Thiếu mỗi tem cờ rồi các bạn nhá. Bác nào muốn sở hữu cặp loa này thì alo cho em Quyết nha. Ok, em xin cảm ơn các bạn đã trở về đồ.